Donna E. Bảy hiệu đầu của game thủ Chip Boy là bảy hiệu 6. Xin các bạn là đúng rồi, là bảy hiệu 6. Nếu tí nữa mà không có xe giò nhiều khả năng sẽ phải vứt dân vào thôi cho nó chắc. Bên kia có một Kata, một Minoan. Vâng, bãi quả phụ dành cho game thủ Chip Boy. Như vậy chỉ thiếu một con voi hoặc hai con voi nữa thôi. Một cũng là đủ với bài 23 dân của Roman. Quả đầu là quả mấy Chip Boy em? Quả đầu 7 hay 6 ấy? Vâng, quả đầu 7. Quả phụ ít nhất là 5 cây rồi. S đầu dành cho game thủ Chip Boy. Một bầy hiêu nữa dành cho Chip Boy ở phía khu vực xa xa. Bài 2 hiêu 2 quả cũng ổn. Vì Roman lợi gỗ khi xây nhà. Tất nhiên có voi thì đỡ phải đóng ép. Màn hình máy của chim sẻ hơi xấu. Đây là chiếc BS thứ hai dành cho chim sẻ đi nắng. Sẽ xây chậm và xây hơi muộn. Một chiếc BS. Đâu đâu. Không 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 không, ăn đi chú mẹ, anh ăn đi chú mẹ ăn. Không ăn bãi quả giữa nhà chim sẻ mày ơi, mới cả nó thôi. Vâng, đây sẽ là bãi quả phụ dành cho chim sẻ. Thu gọn nhà về góc 6 giờ. Nâu 1 có một bài có lẽ là lại xấu rồi. Anh đang đi đập lô. Vâng, Sumerian đập lô thần trưởng. AC của game thủ truy mệnh là tương đối ổn. BS thứ 2 tiếp tục cô voi và đã có quả phụ. Vâng, đây là xe giò của màu 4. Như vậy là dường như xi măng kẹp chăng? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Chip Boy còn 2 voi nữa. Hitty của chim sẻ. Truy mệnh cầm Acidian. Em ơi, màu 3. Omas.
Vâng, màu 2 Catarian sẽ là người kẹp xăm. Bài này ngày xưa của AC cực khỏe. Chắc chắn màu 2 là người kẹp xăm. Trong map trước thì màu 2 fit. Tại vì là 3 là người cầm xe mà. Và như vậy là 4 sẽ ở đầu cánh bên kia. Minoan là người ở trong cánh. Đây là nhà của người cầm xe. Trên tận 12 giờ. Vâng, ngày xưa nhà xe này có một dãy hàng nghe ở góc 12 giờ xuống nhà truy mệnh. Dãy hàng nghe cực dài. Vâng, kèo này thì không phải là ngày xưa, map này không phải là map mà các game thủ chuyên nghiệp đánh rồi, mà là map đánh kèo tạ. Và AC này to nhất trên bản đồ, to hơn cả Hitty. AC của truy mệnh. Nếu truy mệnh muốn ăn thêm cánh rừng nữa thì đi sát mép bản đồ, từ nhà truy mệnh lên sát mép bản đồ lên góc 12 giờ có một cánh rừng thông. Nếu tí ăn thêm một cái rừng nữa, tí em hết rừng em lên thì em ăn. Ngày xưa màu 2 fit do là màu 6 chém ngược lại. Vâng, kèo tạ là như vậy. Chúng ta cùng xem chi mệnh giải quyết nhà màu 2. Màu 2 là Gunny. Vâng, kèo tạ mới cả khi chuyên nghiệp đánh vào cái map của kèo tạ nó sẽ khác nhau rất nhiều. Ngày xưa lúc đầu Seng cũng đẩy cung nhà Acidian nhưng mà không ăn thua khi mà có màu 6 giúp đỡ ở thời điểm đầu. Còn đầu lực của nhà AC thì thực sự là khỏe. Vâng, timeline 34 tới từ game thủ cầm Acidian. Đây là những chiếc dụng nhỏ. Ngày xưa nhà màu 6 cũng chém nhà màu 2. Vì vậy nhà màu 2 phế rất nhanh. Acidian chỉ gặp một chút khó khăn khi mà nhà Seng đẩy tới cung đầu thôi. Còn lại từ sau đó thì là oảng. Trong khi đó ở trận thi đấu này thì màu 6 Chip Boy lại, vâng, trong kèo đỉnh cao thì lại chém thẳng lên nhà Seng của game thủ Quýt. Nhà Quýt là nhà toàn rừng dừa. Và dãy nhà BEBBM bò ở hướng trên góc 12 giờ xuống. Vâng, trên góc 12 giờ xuống nhà của Chim Mệnh. Timeline 27 tới 28 tới từ Chip Boy, cánh bên kia thì nâu 1. Timeline 31 đang chém thẳng vào Minoan của Hoàng Mai Nhi. Vâng, một bài mà các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái L của người cầm Sumerian vừa xây thẳng trước cửa nhà A của game thủ Hoàng Mai Nhi và mang cả dân để ôm bom người cầm Minoan này, bỏ qua nhà màu 4 của game thủ Xi Măng để cho chim sẻ tự ở thân lực cánh sinh. Chim sẻ tham ai nở tham cũng tương đối mắc binh ở thời điểm phút thứ 18 và 52/64. Và nhiều khả năng trận thi đấu này còn kết thúc nhanh hơn cả kèo tạ. Vì đơn giản đây là top 1 thi đấu và có những chiến thuật khác và đẩy quân nhanh hơn. Trong khi đó đây là truy mệnh tham lai 44/52. Chỉ solo với người kẹp xăm đó chính là Gunny. Chip Boy đã giải quyết xong người cầm xe và tỷ số là 2-0 cho trận đấu thứ 3 dành cho các game thủ bên phía Game TV. Thank you.